Chào các bác, chào bà con. Ngày hôm nay có thời gian quay cho các bác và con phân biệt tốt nhất về cây bách xanh Mộc Châu và cây Hòa Bình. Đối với bách là một trong những loại cây gỗ rất là tốt, đặc biệt là đối với bách xanh là một trong những loại gỗ bảo tồn, và cho đến nay thì cây giống của nó cũng rất là đắt. Nếu như để trồng thì chúng ta trồng bách hai loại thì đều tốt cả, nhưng để tốt nhất thì ở đây thì có cây bách Mộc Châu. Thì tôi đã chuẩn bị sẵn một cái mẫu, đó chính là bách Hòa Bình và bách Mộc Châu. Đối với cây bách Mộc Châu thì các bác có thể nhìn thấy như bên này, phiến đá cứng, lá hình dạng phiến đá viên ngọc xanh, và nó khép lá rất là dày, cấu trúc lá cũng dày. Mặt dưới lá thì thường không có lớp phấn, ở trên thì bóng, mịn, cứng. Còn đối với bách Hòa Bình thì các bác có thể nhìn thấy cấu trúc lá nhìn nó mềm mại hơn, và nó nhìn nó thô, nó không được bóng sáng như cái lá, cấu trúc của lá bách Mộc Châu. Đây là bách Hòa Bình này, loại này thì sẽ rẻ hơn. Đấy. Còn đây là bách Mộc Châu. Bách Mộc Châu thường đắt hơn rất nhiều. Bách Mộc Châu rất là đắt. Và chính vì thế thì ngày hôm nay muốn giới thiệu cho các bác một cái lô bách Mộc Châu mà tôi đang xuất bán cho một vị khách hàng, thì tiện quay luôn cho các bác để chúng ta nắm bắt được thêm cái kiến thức về các loại cây gỗ quý. Tại trung tâm cây giống của chúng tôi thì chúng tôi rất là phát triển nhiều các loại cây gỗ quý, và mục tiêu của chúng tôi hướng tới năm 2024 sắp tới là bà con chúng ta có thể nắm bắt được những hiện trạng thực tế cây giống cây gỗ quý tại trung tâm cây giống Tam Đảo. Đối với cái cây này, giá trị thực tế của cây bách Mộc Châu thì nó rất là cao, và khối gỗ của nó rất giá trị. Chính mà bây giờ thì sản phẩm ở trên thị trường đối với gỗ bách Mộc Châu thì thường rất là thấp, bởi vì nó không có nhiều, và tất cả những cây lớn đều được xếp vào diện bảo tồn để đảm bảo quá trình bảo vệ cái nguồn giống cây lâm nghiệp, cây gỗ quý của Việt Nam. Thông qua video ngày hàng ngày thì chúng tôi vẫn cố gắng cập nhật và gửi tới các bác những hình ảnh thực tế nhất về các loại cây, và giúp cho chúng ta có thể nắm bắt và phân biệt được. Đây là cây bách Hòa Bình đấy, nhìn đây. Bách Mộc Châu rất đắt, nên bác nào có nhu cầu mua cây giống hoặc là hỗ trợ kỹ thuật trồng để là cung ứng thì chúng tôi luôn cố gắng vận chuyển và gửi gắm tới các bác những hình ảnh thực tế nhất đối với từng loại cây giống cây bách xanh, để cho chúng ta nắm bắt được tốt hơn. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Hàng ngày tôi là Biên, giám đốc điều hành trực tiếp và sáng lập trung tâm cây giống Tam Đảo. Thì các bác mua cây giống các bạn nhớ phải kiểm tra thật kỹ, bởi hiện nay trên thị trường có rất nhiều người ta đang ăn cắp hình ảnh của tôi, cũng như là để chuộc lợi và bán cây, những cái cây giống nó không được đảm bảo. Thì các bác cứ kiểm tra kỹ như thế này. Nếu như các bác mua ở bất kỳ một đơn vị nào đúng cây như thế này thì các bác nhận là đây là Mộc Châu này, đây là bách này, bách Hòa Bình này. Rất nhiều người ta bán cây pơ mu giả để nhằm trục lợi, để bán cái cây bách xanh.